Courage the Cowardly Dog là một phim hoạt hình dài tập kinh dị và hài hước của Mỹ, được thực hiện và chiếu từ năm 1999 và kết thúc vào năm 2002 với 4 phần và 52 tập được phát sóng trên Cartoon Network. Câu chuyện không chỉ xoay quanh nhân vật chính là chú chó hồng Courage mà còn xây dựng góc nhìn về một nhân vật có tính cách lương thiện và luôn được Courage bảo vệ, đó là Muriel Bloch. Trong video lần này, hãy cùng Wei2Wei và Hà Thu tìm hiểu về 69 điều có thể các cậu chưa biết về Muriel Bloch nhé. Let's go! Điều thứ nhất, Muriel xuất hiện với ngoại hình là những lọn tóc trắng, một chiếc váy màu ô liu với tạp dề màu vàng, chân đeo một đôi ủng màu đen, cứng cáp và cũng đeo cặp kính dày cộm giống như người chồng của mình là Eustace. Điều thứ hai, Muriel được lồng tiếng bởi Thea White, một nữ diễn viên lồng tiếng người Mỹ và cũng là người lồng tiếng chủ yếu cho tất cả các tập phim của Muriel. Ngoài Thea White, người thứ hai là Kat Soki, người lồng tiếng riêng cho Muriel lúc còn nhỏ ở tập 13 phần 1 Little Muriel. Bà còn là người lồng tiếng cho các phim hoạt hình khác, ví dụ như Fifi LaFume trong Tiny Toon Adventures, Phil, Lil và Betty DeVille trong Rugrats, mẹ của Dexter trong Dexter's Laboratory và nhiều nhân vật khác. Điều thứ ba, biểu cảm khuôn mặt bình thường của Muriel luôn ở trạng thái vui vẻ và hạnh phúc dù đối diện cận kề với sự nguy hiểm và thế lực hắc ám. Vì vậy, bà luôn là đối tượng dễ tiếp cận và lợi dụng nhiều nhất trong series dù được Courage khuyên ngăn như thế nào đi chăng nữa. Điều thứ tư, trong tập 13 phần 1, Little Muriel, khi cơn lốc xoáy ập đến Nowhere, nó đã cuốn theo Muriel và biến bà trở thành một cô nhóc 3 tuổi rưỡi. Lúc đó, Courage chỉ mới biết đến Muriel trưởng thành, hiền hậu và đáng mến, nhưng bây giờ lại phải tự mình đối phó với tuổi thơ ngỗ nghịch, đáng ghét và thô lỗ. Thậm chí, Muriel còn hét lên với Courage mỗi khi đòi hỏi những điều bản thân muốn. Điều thứ năm, ngoại trừ tuổi thơ đanh đá cá cầy của Muriel từ bé, thì thực tại bà vẫn là một người phụ nữ nội trợ tận tụy với phong thái rất dịu dàng, ngọt ngào và tốt bụng, thích đăng lát và nấu ăn. Những điều này được thấy trong hầu hết tất cả các phim. Điều thứ sáu, Muriel còn là tay chơi sitar thứ thiệt, được thấy trong tập 2 phần 1 Dr. Lockhart, Amnesia Specialist, hay trong tập 2 phần 2 Courage in the Big Stinging City, khi bà đã bất ngờ biểu diễn trực tiếp đàn sitar tại một nhà hát ở New York và giành chiến thắng. Điều thứ bảy, Muriel còn rất thích ngồi trên chiếc ghế bập bênh của mình với Courage để xem TV hay đan lát, bất chấp những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Mỗi lần ngồi lên chiếc ghế huyền thoại này, Muriel như ẩn chứa ba sức mạnh tiềm tàng, đó là không nghe, không nhìn và không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, điển hình là như ca khúc này. Điều thứ 8, Muriel có lẽ là người phụ nữ nội trợ chính cống khi trở thành một đầu bếp giỏi và là người giành được nhiều giải thưởng nấu ăn nhất Nowhere, bao gồm thức ăn cho chó tốt nhất, cà tím ngon nhất và táo kẹo bơ cứng tốt nhất. Những món ăn thế kỷ này đều được người dì quá cố của Muriel là Gertrude truyền dạy. Dì Gertrude đã dạy bà cách cho giấm vào mọi thứ từ của ngọt đến đồ mặn và Muriel khẳng định đây là mánh khóe đặc biệt. Mặc dù Muriel là một người đầu bếp tuyệt vời, tuy nhiên bà lại sử dụng quá nhiều giấm cho các món ăn, đến nỗi nó đã trở thành công cụ giải cứu. Cụ thể, trong tập 7 phần 3, Tulip Swarm, khi Courage lấy bơ đậu phộng và bánh sandwich giấm thạch của Muriel làm từ trong túi và thả nó vào thùng axit dạ dày của con sầu khiến nó phải nôn Muriel ra. Điều thứ 9, do lòng tốt và bản thân ngây ngơ và ngọt ngào của Muriel, nên bà đã trở thành mục tiêu dễ dàng và thường hấp dẫn các nhân vật phản diện bất cứ ở đâu và bất cứ nơi nào. Hoặc do bà luôn tử tế và đối xử với người lạ như những người trong gia đình, có khi mời kẻ xấu vào nhà mà không hề hay biết họ đang có âm mưu gì. May mắn cho Muriel là có Courage đa sức mạnh, có thể ngay lập tức thực thi nhiệm vụ giải cứu Muriel. Điều thứ 10, ngoài đàn sitar, Muriel còn được biết đến là người có thể chơi được piano một cách điêu luyện, thậm chí đọ tài với nghệ sĩ có tên tuổi trong làm piano là Velvet Vic ở trong tập 2 phần 3 Record Deal. Điều thứ 11, trong tập 6 phần 3 Curtain of Cruelty, Muriel còn thể hiện mình là nhà điều chế hương duy nhất trong Nowhere. Hương thơm từ nước xà vải của bà có thể cản phá lại sức mạnh của những điều xấu xa, độc ác, làm thay đổi nội tâm con người. Điều đó giúp cho cả thị trấn trở lại trạng thái ban đầu, hòa đồng vui vẻ và tẩy chay tội ác khi đưa Eustace vô trại cải tạo. Điều thứ 12, Muriel rất thích đi du lịch, thăm thú mọi nơi và tận hưởng mọi điều bình dị từ cuộc sống, ví dụ như trong tập 8 phần 3, So in Love Are We Two, trong tập 11 phần 1, Clap Cats, hay trong tập 2 phần 2, Courage in the Big Stinking City. Điều thứ 13, Muriel luôn đeo kính và không bao giờ lộ đôi mắt, ngoại trừ trong tập 1 phần 3, Muriel Miss Her Match. Ta có thể thấy rằng nếu Muriel không đeo kính thì bà cực kỳ hip và không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoại trừ nhìn thấy gãy đầu không cọng tóc của ông chồng Eustace. Điều thứ 14, Muriel thường xuyên lo lắng, có khi là ghen tị nếu Eustace gặp rắc rối hay say đắm bên người khác. Như đã thấy trong tập 9 phần 1,
Queen of the Black Pearl. Trên tập phim này, khi Eustace biến mất và bà cũng không thể tìm thấy ông, bà đã khóc và nói với Courage rằng bà muốn Eustace trở lại. Vì không thể an ủi Muriel, Courage đã tìm cách cứu Eustace dưới bàn tay nữ hoàng Black Pearl, kẻ đã quyến rũ và bắt cóc Eustace đi. Điều thứ 15. Muriel đã từng bị mất trí nhớ 2 lần. Lần đầu tiên là trở thành một đứa trẻ trong tập Little Muriel. Lần thứ hai là bị Eustace làm rơi tấm gỗ vào đầu trong tập Dr. Lacroix, Amnesia Specialist. Eustace đã lợi dụng điều này sai bảo Muriel thành một người phụ nữ nô lệ thay vì là vợ và đá Chris ra ngoài cửa một cách không thương tiếc. Điều thứ 16. Muriel không hề hợp cạ với mẹ chồng khi bà thẳng thắn từ chối đến thăm bà Bart trong tập 5 phần 1 Mother's Day. Thay vào đó, bà đã xin Eustace cho phép dẫn theo cả Chris đi cùng. Điều thứ 17. Trong tập 6 phần 1 The Dark Brothers, Muriel còn biết lái chiếc xe tải huyền thoại của Eustace cho dù không thực sự thành thạo cho lắm. Điều thứ 18. Cây lan bột là vũ khí tối tân nhất của Muriel thường xuyên sử dụng khi choảng nhau với Eustace, mà mỗi lần ông ta có ý định bắt nạt Courage hay làm một việc gì đó ngu ngốc, hoặc đơn giản là bà dùng nó để vả một số nhân vật phản diện gây khó chịu và ngứa mắt với bà. Điều thứ 19. Muriel xuất thân từ Scotland và có chất giọng đặc biệt của nơi này. Ngoài ra, bà còn có hai người thân được nhắc đến, đó là cháu trai Ferd và người dì Gertrude. Trong hầu hết tất cả các tập phim, gia đình bên ngoại của Muriel không được nhắc đến. Điều thứ 20. Muriel thích làm các đồ uống, đặc biệt là pha trà. Tuy nhiên, bà rất phê bình các loại trà kém chất lượng, đặc biệt là loại trà mà Cass rất thích uống trong tập 6 phần 3 Cats Under the Sea. Điều thứ 21. Là người có tấm lòng yêu thương các thực vật nhỏ bé. Tuy nhiên đôi khi, bà lại rất bất lực trước mối đe dọa của các loài thực vật phản diện, ví dụ như lỗ cà tím ngổ ngáo được thấy trong tập 12 phần 1 Journey to the Center of Nowhere khi chúng thiếu nước và bắt đầu nổi điên. Tuy nhiên, chúng lại vô cùng thỏa mãn khi có được nguồn nước trở lại. Điều thứ 22. Muriel ao ước có những người hàng xóm thân thiện, bà đã từng tin rằng Maria là người hàng xóm tốt. Muriel còn cảm thấy phấn khích và chào mừng khi thấy có người bạn mới ngay cạnh nhà có tên là Tiến sĩ Gerhardt trong tập 2 phần 4 House Calls. Tuy nhiên, Eustace lại đuổi tiến sĩ đi vì cho rằng vị tiến sĩ này không có tiền và không có những gì ông ta yêu cầu, thì đồng nghĩa với việc không có hàng xóm gì hết. Điều thứ 23. Trong một vài lần, bà đã từng chống trả các nhân vật phản diện, ví dụ như tấn công lại một con nhện ở phòng tắm và dùng cái vợt lưới chụp vào đầu Cats trong tập 1 phần 1 A Night at the Cats Motel, hay thậm chí bà còn tát sắp mặt tên nhà thám hiểm trong tập 9 phần 2 The Transplant. Điều thứ 24. Trong tập Little Muriel, bà già của chúng ta hiện giờ là một đứa trẻ nhưng vẫn sở hữu ngoại hình rất giống với lúc già với mái tóc trắng và cặp kính cận. Tuy nhiên, trong tập 13 phần 4 Remembrance of Courage Past, khi nhận nuôi Courage, bà xuất hiện với mái tóc màu nâu. Còn trong tập 2 phần 1 Dr. Lacroix, Amnesia Specialist, trong tấm ảnh cưới của bà và Eustace thì bà lại có mái tóc màu cam đỏ. Điều thứ 25. Ở Mỹ, đã từng có một cuộc thi hóa trang thành các nhân vật hoạt hình. Cụ thể ở đó, ta thấy rất nhiều những bộ trang phục của hai vợ chồng Eustace và Muriel. Điều thứ 26. Muriel còn được gọi bằng các tên khác như là Pixie trong tập 12 phần 4 Wrath of the Librarian khi Courage không nộp tiền phạt cho người thủ thư, hay ở trong tập 1 phần 1 Gajun Granny Stool, Muriel còn được gọi là Granny. Điều thứ 27. Muriel là trường hợp đặc biệt khi có thể chơi và tiếp xúc được với tất cả mọi người từ già đến trẻ, không phân biệt giàu nghèo, trai gái, đẹp xấu, cứ có người nói chuyện là quất luôn thành bạn. Điều thứ 28. Ở trong tập 5 phần 4 Girl Pain, Muriel bị một con dê đực đá văng ra khỏi vách núi mà không hề hấn gì. Cơ thể của bà còn dẻo dai và chịu được một sức nặng lớn từ tảng đá. Trong tập 10 phần 4 Son of the Chicken from Outer Space, Muriel được trông thấy là một người biết sơn tường, đặc biệt là sơn màu hưởng lên chuồng gà cùng với Eustace. Điều thứ 30. Muriel là người hay nói lời xin lỗi, cho dù làm đúng hay sai, hoặc thậm chí là không làm gì cả. Điều thứ 31. Muriel trở thành siêu trộm và tay sai dưới sự thôi miên của Lacroix khi đột nhập cướp ngân hàng trong tập 7 phần 2 Nowhere TV và tập 3 phần 4 Lacroix Balloon. Điều thứ 32. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Muriel bị biến thành đồ vật, đó là chiếc máy giặt trong tập 11 phần 1 Club Cats khi được chào mời tới khu nghỉ mát của Cats. Điều thứ 33. Muriel là người dễ dàng hòa nhập lối sống với bất kỳ cộng đồng sinh vật nào, như việc học cách ăn ruồi bằng lưỡi từ ếch trong tập 7 phần 3 Feast of the Bullfrogs, đến việc trở thành thú nuôi của các loài cá trong tập 10 phần 3 Fishy Business. Điều thứ 34. Cũng trong tập phim Feast of the Bullfrogs, Muriel sẵn sàng phê phán bất kỳ điều xấu xa nào làm ảnh hưởng tới gia đình nhỏ của bà, dù sau đó có bị ăn hành như thế nào đi chăng nữa.
Bà thậm chí còn phản ánh về độ phục vụ không chu đáo và quá tệ từ khách sạn của Katz trong tập phim A Night at the Katz Motel. Điều thứ 35, Muriel là người phụ nữ kiên trì, không sợ khó khăn, được thấy trong tập 12/3 The Quill Club, khi bà đã dành nhiều thời gian dệt chiếc khăn siêu toa khổng lồ một cách điên cuồng với mong muốn được vào câu lạc bộ của chị em Stitch. Muriel đã lấy toàn bộ số vải trong nhà, kể cả áo của Eustace, để tạo ra một tấm vải to bằng cả sân trời của đội bóng bầu dục. Điều thứ 36, Muriel còn được nhiều nhân vật theo đuổi và tán tỉnh, thậm chí là muốn rước về làm vợ dù tuổi đã đi qua nửa cuộc đời. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là những người theo đuổi Muriel toàn là động vật cấp cao đã tiến hóa về trí tuệ, nhưng nhân phẩm và ngoại hình thì không được phát triển cho lắm. Đó là trong tập 5/4, Bride of the Swamp Monster, khi Muriel bị nhầm là Swamp Woman. Ngoài ra, trong tập 9/3, Mondo Magic, tên Mondo quái vật đã giả danh trí thức khi sử dụng bụi phép thuật biến bản thân trở nên lung linh để qua mắt Muriel và biến bà thành giống loài xấu xí như hình dạng thật của Mondo để bà trở thành cô dâu của riêng mình. Điều thứ 37, trong một tập phim nào đó, Muriel đã biến thành quái vật khi ăn đồ ăn trong bát của Courage và nhe hàm răng sắc nhọn sau khi bị nhiễm một loại bệnh nào đó từ một con thú sống ở dưới lòng đất. Điều thứ 38, ngoài việc pha trà, Muriel còn biết pha chế cocktail được tiết lộ trong câu chuyện mà bà kể cho Courage trước khi ngủ, khi Muriel hóa thân thành cô hầu bàn tại một quán rượu trong tập 10/2 Cow Dog Courage. Điều thứ 39, Muriel trở nên tức giận và lần đầu tiên lấy chảy lăn bánh đập vào đầu Courage và bắt cậu phục vụ bữa ăn cho bà trong tập 10/2 Car Broke Phone Yes, khi bị một sinh vật ngoài hành tinh có xúc tu hút một phần dung dịch từ cơ thể của Muriel qua đường mũi và tự đáp bảo một điều rằng khi nghe các cậu sẽ cảm thấy sởn cả gai ốc. Điều thứ 40, người phụ nữ béo nhất Nowhere có lẽ là Muriel, vì trong xuyên suốt series phim diễn ra, chưa từng có người phụ nữ nào nhìn mập mạp hơn Muriel cả. Điều thứ 41, trong tập 13/3, Fattening Flan, một quảng cáo về bánh Fantastic Flan xuất hiện trên TV và thôi miên Muriel, khiến bà lên cơn thèm khát bánh Flan điên cuồng. Sự thôi miên này đã khiến Muriel lẫn Eustace đi tìm bánh Flan ở khắp nơi và lục tung cả thị trấn để tìm cho ra bằng được. Và thế là hai vợ chồng đã ăn đến nỗi béo phì và biến cả căn nhà thành mớ hỗn độn. Không chỉ có trong tập này, mà sự béo phì đó còn được nhìn thấy trong tập 6/4, Muriel Blows Up, khi một củ cà rốt khổng lồ rơi xuống trang trại của bà rồi nổ tung, vỡ vụn thành các màu nhỏ thấm sâu vào lòng đất, sau đó phát triển thành các củ cà rốt siêu bự trên trang trại. Nhưng Muriel không hề biết rằng, nếu ai đã ăn phải loại cà rốt đó thì cơ thể họ sẽ phát phì. Bằng chứng cho thấy, ngay ở cuối tập phim, cơ thể của Muriel đã phát phì đến cực đại và đè bẹp cả căn nhà. Điều thứ 42, Muriel được biết đến như một con người bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, bà lại có một sức đề kháng khỏe mạnh, chống lại hầu hết các căn bệnh từ các nhân vật phản diện. Điều thứ 43, bất cứ khi nào Muriel gặp nguy hiểm thì bà đều nghĩ và gọi tên Courage đầu tiên trong hầu hết tất cả các tập phim. Điều thứ 44, trong tập 3/4, Windmill Vandals, ta thấy Muriel biết sử dụng đồ hàn khi đang cố gắng tạo ra bức tượng Courage từ đống sắt vụn. Điều thứ 45, Muriel không hề tham lam như người chồng Eustace, thậm chí bà còn nấu ăn cho một số nhân vật phản diện và cho phép họ nương náu tại nhà. Nhưng Eustace lại không thích điều này. Ông ta tìm đủ mọi cách để tống cổ những người xa lạ đó ra khỏi nhà nếu họ không có tiền đút lót. Trong thế giới hiện tại của chúng ta thì thường thường hai vợ chồng sẽ có những tính cách trái ngược nhau. Và áp dụng vào phim, mặc dù Eustace là một người khó tính, cằn nhằn, tham lam, nhưng chính vì thế ông ta mới đem lòng yêu Muriel và trở thành chồng của bà. Ngược lại, Muriel cũng vậy. Điều thứ 46, xuất hiện với hình ảnh là người yêu thương động vật, điển hình là hành động nhận nuôi Courage từ thời xưa. Muriel còn không dám đập chết một con chuột bé nhỏ để có thể rời khỏi trại cải tạo. Thậm chí, bà còn ôm ấp những sinh vật xấu xa, đội lốt động vật mà không hề hay biết rằng mình đang bị dính cú lừa. Điều thứ 47, trong tập 4/3, Hard Drive Courage, Muriel tuy giỏi về nấu ăn, quan tâm đến mọi người, nhưng bà lại là người mù công nghệ khi hầu hết các việc tìm kiếm thông tin đều đến tay Courage. Thậm chí, bà còn bấm nhầm nút X trên máy tính và bị số hóa vào trong thế giới ảo. Điều thứ 48, sở hữu bản tính lương thiện nên việc giúp đỡ mọi người trở nên rất bình thường đối với Muriel. Nhưng điều đáng nói ở đây là bà giúp đỡ nhân vật phản diện không chỉ vì vật chất mà giúp cả tinh thần, cảm hóa được con thú xấu xa. Đặc biệt là trong tập 3/2, Family Business, Basil là một tên trộm bị săn lùng truy nã khắp Nowhere. Hắn đã được gia đình Muriel giúp trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Điều này đã khiến Basil vô cùng cảm kích, tự mình thay đổi suy nghĩ trở nên tốt đẹp hơn. Và sau này, Basil đã gửi một lá thư cho gia đình Butch và nói rằng anh ta đã trở thành một nhà trị liệu massage cho lươn điện dưới nước. Điều thứ 49, trong tập 17/2, Courage Meets the Mummy, Muriel được thừa nhận là công chúa Maya của Ai Cập, còn Eustace là Puba, một cố vấn gia của công chúa. Tuy nhiên, Puba lại thường xuyên lấy một ít bánh quy từ thợ làm bánh của công chúa và đổ lỗi cho cô ăn trộm số bánh đó. Điều thứ 50, Muriel thích được tự do bay lượn trên bầu trời khi được biến trở thành máy bay giấy để tận hưởng không khí trong lành.
được thấy trong tập 6 phần 4 Profiles in Courage. Khi đến hội chợ địa phương Nowhere, Muriel thấy một ông già kỳ lạ. Bà đã nhờ ông ta cắt giấy nghệ thuật để mang về trang trại. Tuy nhiên, tờ giấy chân dung sau khi được trưng bày ở phòng khách đã tự động đi lên phòng ngủ và hút cạn linh hồn của Muriel. Điều thứ 51. Tuy có sức đề kháng về thể chất, nhưng Muriel lại dễ dàng bị nhiễm các loại virus hay bị khống chế bởi computer. Và chiếc máy tính mờ ảo này luôn luôn khiến bà thực hiện các pha hành động mạo hiểm, ví dụ trở thành một viên đạn pháo và bắn xuyên qua mặt trăng lên sao hỏa, hay thực hiện những pha nhào lộn gây chết người cực kỳ nguy hiểm. Điều thứ 52. Bà mặc dù đeo kính nhưng cũng không thể phân biệt được đâu là Courage thật và Courage giả. Trong tập 1/3 Courage vs. Mecha Courage, chúng ta thấy xuất hiện thêm một nhân vật rất giống Courage, nhưng tuy nhiên đây chỉ là chó robot được Tri Lăng phát minh để thay thế cho Courage. Điều này đã làm cho chú chó hồng của chúng ta bị thất sủng và con chó robot nhận thêm sự ưu ái của cả Eustace. Điều thứ 53. Trong đa số tất cả các tập phim, Muriel chỉ dành thời gian cho nấu ăn, đan lát, gặp người lạ và ngủ. Đó là lý do Muriel có một thân hình mập mạp. Bà được coi là thánh ngủ, và với khả năng ngủ của bà, có lẽ phải đánh bại cả chư bát giới. Bởi khi ngủ, bà quên cả trời cả đất, tỉnh dậy vẫn nghĩ là mình nằm trên giường, nhưng thực chất bà lại nằm trong nồi canh hầm đặc biệt và trở thành món khoái khẩu của lũ quái vật. Điều thứ 54. Là một nông dân làm vườn đích thực, nhưng khu vườn của Muriel lúc ẩn lúc hiện, thực vật cây cối thì lúc ít lúc nhiều, thậm chí có lúc còn không thấy mảnh vườn của bà xuất hiện ở đâu xung quanh căn nhà. Nói mới nhớ, ngay cả cối xay gió, chuồng gà hay nhà kho cũng thường xuyên biến mất. Điều thứ 55. Muriel từng đội nón lá Việt Nam hàng Made in China trong tập 8/4 Swatting Tiger, Hidden Dog khi đến Trung Quốc. Điều thứ 56. Nói về khả năng tự rước nợ vào thân thì Muriel là độc nhất vô nhị khi chính bà đã tạo bản sao của mình lên Maria, một kẻ đang bỏ trốn khỏi cảnh sát địa phương. Muriel hồn nhiên đưa giấy tờ tùy thân cho Maria và trang điểm, làm tóc giống y hệt mình, rồi cho ả mượn bộ quần áo, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tẩu thoát, được thấy trong tập 1/3 Muriel Meets Her Match. Điều thứ 57. Đã có lần trong series Courage the Cowardly Dog, ta thấy Muriel với thân hình gầy như người mẫu, được thấy trong tập 11/2 Evil Weevil. Thực chất, đây không phải là do bà ăn kiêng, mà do bà bị một con mọt ruồi có tên là Jeeves Weevil hút hết chất dinh dưỡng trong cơ thể, khiến bà trở nên gầy gò. Ngoài ra, Muriel còn nhìn gầy trơ xương trong tập 5/3 Conway the Contaminationist khi sống trong căn nhà chứa đầy tấn rác của Conway. Điều thứ 58. Muriel xuất hiện với vai trò là diễn viên dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Benton Tarantella, một con zombie chuyên tìm cách chôn sống con người, đặc biệt là Muriel. Ông ta là người tạo ra chương trình truyền hình thực tế Angry Nasty People trong tập 10/3 cùng tên hay trong tập 9/1 Everyone Wants to Direct. Điều thứ 59. Muriel thường hay nói "Oh my" trong tất cả các tập phim khi bà gặp bất ngờ. Thậm chí, chả có bất ngờ nào, bà cũng nói "Oh my". Điều thứ 60. Trong tập 3/3 The Sandman Sleeps, Muriel còn gái rất to khiến cho Courage không thể ngủ được. Chính vì điều này mà Sandman đã lấy đi giấc ngủ của bà và khiến bà không thể nào ngủ được nữa, dần dần trở nên tàn tã vì thiếu ngủ. Điều thứ 61. Nhân vật xuất hiện thường xuyên nhất trên bản tin Nowhere có lẽ là Muriel, khi hầu hết tất cả các sự kiện hấp dẫn diễn ra trong thị trấn, Muriel đều có mặt. Từ việc làm những trò hề hay tạo ra các trò nguy hiểm, bà cũng là người được cảnh sát săn lùng nhiều nhất khi bị kết một tội gì đó, dù sự thật bà không hề làm sai gì cả. Điều thứ 62. Muriel là thứ gia vị tuyệt vời trong ẩm thực của bất kỳ kẻ xấu nào. Bà từng là nguyên liệu trong món hầm trong tập phim Cajun Granny Store, và bà cũng đã bị lên thớt với lũ cà tím trong tập 12/1 Journey to the Center of Nowhere. Điều thứ 63. Muriel cứ trồng cây gì là y như rằng cây đó trở thành nhân vật phản diện và quay lại tấn công gia đình bà. Ví dụ như lũ cà tím tớ nêu ở trước đó, hay khu vườn rau củ mà Muriel trồng trong tập 11/3 Dawn of Doom. Toàn bộ loại cây mà bà trồng không trở thành cây ăn thịt người thì cũng thành đạn dược hay cây phép thuật chết người. Điều thứ 64. Dù có thân hình mập mạp, nhưng Muriel lại có khả năng bơi rất tuyệt vời. Bà có thể lặn xuống biển như các nhà thám hiểm trong tập 5/3 Scuba Sakuba Do, hay là mặc bộ đồ bikini liền mảnh quyến rũ trong tập 1/4 A Beaver's Tale. Điều thứ 65. Lần đầu tiên, Muriel trở nên hậu đậu khi bà đã cọ giày cho Eustace và khiến đôi giày phát nổ trong lúc Eustace đi vào. Sau đó là đưa cho Eustace chiếc mũ đội hàng ngày, nhưng bên trong mũ lại có hai con gà. Chúng đã mổ liên tọi vào đầu Eustace, khiến cho ông ta thương tích cả vùng đầu hói của mình. Ngoài ra, còn có khá nhiều lần Muriel hậu đậu nhưng tớ lại không nhớ lắm. Điều thứ 66. Trong tập 4/4 The Uncommon Cold, Muriel rất ốm, ho và hắt hơi. Bà thậm chí còn hắt xì đến mức làm hai miếng trứng rán trong chảo bắn xuyên qua tờ báo và dính ngay vào mặt Eustace. Điều thứ 67. Courage là người bạn mà Muriel yêu quý nhất, cho nên trong tập 3/3 Stormy Weather, nữ thần bão đã đi tìm chú chó thất lạc của mình là Duncan.
Nhưng trong khi tìm Duncan thì cô lại gặp được Courage và đồng thời nổi lên tham vọng sở hữu cậu từ tay Muriel vì cậu khá giống với Duncan. Nữ thần còn tuyên bố thẳng với Muriel rằng Courage bây giờ là của cô. Lúc này, Muriel đã thể hiện sự tức giận và bắt đầu tranh cãi với nữ thần bão, đến nỗi cô ta tạo ra một cơn bão làm bay cả nóc nhà, cuốn Eustace đi và làm Muriel suy sụp không thể ngăn cản sức mạnh của cô ta. Điều thứ 68, Muriel nói riêng hay căn nhà của bà nói chung là nơi hút những sinh vật và sự kiện kỳ lạ trên thế giới. Nghe có vẻ khá giống với Gravity Falls, cũng là nơi hút nhiều điều kỳ dị nhất từ vũ trụ về. Nhưng để mà so sánh cụ thể hai địa điểm này thì cũng không có điểm gì giống nhau nhiều, ngoài việc cả hai đều là nam châm hút những thứ kỳ lạ. Điều thứ 69, theo nhiều thông tin mà chúng tớ tìm được thì có nhiều khả năng Muriel đã chết trong tập cuối cùng của phần 1, The Great Fuzzily, khi trở thành con rối và được Courage điều khiển để trò chuyện với chính bản thân cậu. Các phần tiếp theo đó chỉ là sự hoài niệm của Courage khi nhớ về quá khứ với hai người chủ của mình. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về sự thật này, các cậu có thể coi đây là một creepypasta không có thật, nhưng cũng đáng để theo dõi. Và đó là 69 điều các cậu cần biết về Muriel Bodge. Các cậu thấy sao về 69 điều này? Hãy comment ngay phía... Và đó là 69 điều các cậu cần biết về Muriel Bodge. Các cậu thấy sao về 69 điều này? Và còn thiếu điều nào khác về Muriel không? Hãy comment phía bên dưới ý kiến cá nhân của mình nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video lần tới. Way to Wear Out.